Lợi dụng vào lúc dạng sáng và chủ nhà đi vắng, kẻ gian đã đột nhập, phá khóa kết sắt, trộm cắp số tiền hơn 150 triệu đồng. Vụ việc xảy ra tại thôn Văn Tứ Đông, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Chỉ sau 12 tiếng vào cuộc điều tra, các trinh sát hình sự công an huyện Cam Lâm phối hợp với công an xã Cam Hòa đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ trộm cắp, thu hồi lại tài sản trả cho bị hại. Vào ngày 6 tháng 2, vợ chồng ông Nguyễn Văn An, chú thẻ thôn Văn Tứ Đông, xã Cam Hòa, phát hiện ngôi nhà bị kẻ gian cậy cửa đột nhập trộm cắp toàn bộ số tiền hơn 150 triệu đồng để ở trong két sắt. Vụ việc được trình báo ngay cho công an xã Cam Hòa. Theo công an xã Cam Hòa, Nguyễn Trung Quân là đối tượng nghiện ma túy và không có nghề nghiệp ổn định, có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Lực lượng công an đã tiến hành mời quân về trụ sở để làm việc nhưng đối tượng không có mặt tại địa phương. Từ những thông tin thu thập được, Công an huyện Cam Lâm đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của quân, thu giữ được hơn 148 triệu đồng tiền mặt và một số dụng cụ nghi được đối tượng sử dụng để trộm cắp như là kìm cắt, lưỡi diều, búa. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 16 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng công an đã xác định quân đang trên đường từ thành phố Nha Trang quay về nhà tại thôn Văn Tứ Đông nên đã tiến hành vây bắt. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình công an huyện cam lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nguyễn trung quân để tiếp tục điều tra làm rõ